Mến chào các bạn, rất hân hạnh chào đón các bạn đến với chương trình giảng trực tuyến về phương pháp phân tích dữ liệu dùng ngôn ngữ R. Hôm nay tôi tiếp tục loạt bài giảng về phương pháp phân tích dữ liệu mà liên quan đến sự kiện biến cố, thì đúng là biến cố, tức là survival analysis đó. Tuần vừa qua như các bạn biết là chúng ta đã học qua một số các cái khái niệm cơ bản về các cái dữ liệu mà liên quan đến biến cố, đó là thời gian và biến cố. Thì hôm nay tôi sẽ giới thiệu với các bạn một cái phương pháp phân tích, nó có tên là Kaplan-Meier Analysis, hay còn gọi là Life Table, tức là cái bảng về sự sống đó, rất là phổ biến trong các công trình nghiên cứu khoa học. Không phải là chỉ phổ biến trong nghiên cứu mà y khoa đâu, mà ngay cả các cái công trình nghiên cứu về khoa học xã hội á, và đặc biệt là dân số học, thì rất là phổ biến vì phương pháp này nó được ứng dụng để mà đánh giá hiệu quả của các cái can thiệp trong nghiên cứu y khoa và nghiên cứu khoa học xã hội. Thì cái chương trình làm việc của chúng ta hôm nay là tôi sẽ giới thiệu cho các bạn một chút xíu về cái lịch sử, tôi mê lịch sử lắm, một chút xíu lịch sử về cái phương pháp mà Kaplan-Meier. Tôi sẽ trình bày một cái dữ liệu thực tế để các bạn thấy là cách mà chúng ta ứng dụng. Sau đó tôi sẽ giải thích một cách ngắn gọn hai cái khái niệm rất là quan trọng, đó là hazard và survivor functions. Và tôi sẽ mô tả một chút xíu về phương pháp Kaplan-Meier, phân tích Kaplan-Meier và dùng các cái mã R. Thì phương pháp Kaplan-Meier là nó xuất phát từ hai nhà khoa học, một người là tên là Edward Kaplan. Ông này là một người làm trong công ty bảo hiểm. Tiếng Anh nó gọi là actuaries. Ông ấy sinh năm 1920 và qua đời năm 2006. Người thứ hai là ông Paul Meyer, là một chuyên gia về thống kê thuộc trường đại học Chicago lúc đó. Ông này sinh năm 1924 và mới qua đời 2011. Thì vào năm 1958, hai người công bố một cái bài báo mà sau này trở thành một cái công trình nghiên cứu mang tính lịch sử, tức là history paper. Thì cái công trình nghiên cứu này, như các bạn thấy, nó có cái tựa đề như thế này nè, là một cái phương pháp, gọi là họ đề ra một cái phương pháp gọi là phi tham số để mà ước tính cái xác suất từ các cái dữ liệu mà incomplete, tức là những dữ liệu mà chưa hoàn tất đó. Thì công trình này được công bố trên tạp san Journal of the American Statistical Association vào năm 1958. Thì tạp san mà cha sa này đó các bạn, nó là một tạp san số 1 trong chuyên ngành thống kê học. Mà theo như tôi biết rằng là người Việt Nam chúng ta chưa ai, ngoại trừ một người thôi, chỉ có một người thôi được công bố trên cái tạp san này, đó là bác Huỳnh Huynh. Bác Huỳnh Huynh là đi du học từ thời thập niên 60 rồi. Và ông ấy làm chung với một người rất là nổi tiếng là ông Felt. Và họ đã công bố một cái bài báo như này. Và theo như tôi biết là bác Huỳnh Huynh là người Việt Nam duy nhất có bài trên tạp san JASA, còn lại thì không. Thì cái bài báo này đó, bây giờ mình đọc và mình thấy nó đơn giản. Nhưng mà lúc đó thì không đơn giản vì đó cái người mà đầu tiên mà người ta sáng chế ra cái gì đó thì nó khó lắm. Sau này vài chục năm sau mình đọc lại thì mình thấy cũng khó mấy, nhưng mà thời đó thì nó khó lắm. Cái bài báo này sau này trở thành vô cùng ảnh hưởng, có ảnh hưởng vô cùng lớn. Tính đến nay, tức là năm 2020, thì như các bạn thấy là đã có hơn 59.000 trích dẫn. Hơn 59.000 trích dẫn cuộc đời của một nhà khoa học, có thể là suốt đời thì chưa bao giờ đạt được con số là 20.000 trích dẫn. Nhưng mà một bài báo một thôi, như các bạn thấy, một bài báo một thôi là đã có hơn 59.000 trích dẫn. Thì các bạn thấy rằng cái tác động, cái mức độ mà ảnh hưởng của một cái công trình nghiên cứu, cho dù là nhìn qua có vẻ đơn giản gì, ghê gớm như thế nào, lớn lắm. Nên là tôi rất là phục, tôi rất là nể phục, ngưỡng phục các cái vị tiền bối
khi mà họ có những cái sáng kiến rất là tuyệt vời như thế này. Thì để mà tiện việc mà giới thiệu cho các bạn á, thì tôi xin giới thiệu các bạn đây là cái thời gian sống sót mà tính bằng tuần đó của 21 bệnh nhân ung thư tham gia vào một công trình nghiên cứu thử nghiệm, thực ra là một công trình thử nghiệm lâu lắm rồi tôi không có nhớ. Thì như cái bài trước tôi có giới thiệu các bạn á, mỗi một con số trong này á, là thể hiện mỗi một bệnh nhân. Ví dụ như bệnh nhân số 1 đây là sống được 6 tuần, bệnh nhân thứ 2 sống được 6 tuần, bệnh nhân thứ 3 cũng sống được 6 tuần, bệnh nhân thứ 4 sống được 7 tuần. Thì những cái con số mà không có cái dấu mà star này á, có nghĩa là những người đó đã qua đời và cái thời điểm mà họ qua đời là thể hiện qua con số này. Nhưng mà ví dụ như bệnh nhân này là có con số 6 rồi cái star, có nghĩa là bệnh nhân này cho đến cái tuần thứ 6 là vẫn còn sống. Nhưng mà có lẽ vì lý do gì đó là bệnh nhân này rút khỏi công trình nghiên cứu, hay là bệnh nhân này không còn liên lạc được đó. Tiếng Anh nó gọi là lost to follow up đó. Thành ra là ngay tại cái thời điểm mà gọi là tuần thứ 6 thì bệnh nhân nó vẫn còn sống. Nói theo tiếng Anh đó là sensory observation. Nhưng mà cũng có những bệnh nhân đó là cho đến sống cho đến tuần 32, như các bạn thấy 32, 34, 35 nhân dân. Thì khi mà chúng ta mà sắp xếp cái dữ liệu này theo cái thứ tự mà từ thấp đến cao theo thời gian thì các bạn sẽ thấy như thế này. Sao 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 tức là có 4 bệnh nhân là được quan sát đến tuần thứ 6, trong đó thì có 3 bệnh nhân qua đời. Bệnh nhân thứ 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 tư ở đây thứ bảy sống được đến 7 tuần, vân 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 vân. Thì cái dữ liệu về phân tích mà biến cố đó, hay là survival analysis đó, là chỉ đơn giản như thế này thôi các bạn. Như vậy thì các bạn thấy là cái outcome hay là cái biến mà phụ thuộc trong mà phân tích biến cố là gì? Là thời gian. Nhưng mà nó không phải chỉ là thời gian đơn thuần, mà thời gian nó phải có một cái sự kiện đi kèm. Trong trường hợp này cái sự kiện đó là tử vong. Đây, đó là cái dữ liệu rất là cơ bản để cho chúng ta phân tích. Thì bây giờ cũng là cái dữ liệu đó, bây giờ tôi sẽ sắp xếp theo cái bảng số liệu như thế này để cho các bạn thấy. Ở đây các bạn thấy là chúng ta có 21 bệnh nhân. 21 bệnh nhân. Nhưng mà những cái thời điểm mà chúng ta quan sát được là gì? Là tuần thứ 0 là coi như bắt đầu mình không có nói đi. Tuần thứ 6 nè, tuần thứ 7 nè, tuần thứ 9 nè, tuần thứ 10 nè. Kế đến là tuần thứ 13, tức là những cái tuần mà có sự kiện xảy ra đó các bạn, tức là cái tử vong xảy ra là tuần thứ 13. Tuần thứ 1 chúng ta không có tính bởi vì người này nó chưa chết, còn còn sống. Mình phải nói một cách tích cực chứ, là thay vì mình nói chết mình nói người này còn sống. Ok, qua lại tuần thứ 16 là có người qua đời. Thành ra là như vậy thì chúng ta thấy rằng mặc dù là mình có 21 bệnh nhân, nhưng mà cái thời gian mà đặc thù dẫn đến cái tử vong là có bao nhiêu? Là tuần 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tức là mình chỉ có 7 cái giá trị đặc thù. Giá trị ở đây ý tôi nói là thời gian đó, thời gian đặc thù mà nó gắn liền với một biến cố, và biến cố đó có nghĩa là tử vong. Thành ra là nếu là chúng ta đặt cái T, tức là TJ là cái thời gian mà dẫn đến biến cố, và NJ này là cái số bệnh nhân. Lúc mà mình khởi đầu cái công trình nghiên cứu thời gian mà zero á, thì chúng ta có 21 bệnh nhân. Lúc đó thì chưa có ai chết, chưa chưa có ai qua đời. DJ này tức là cái số mà biến cố, hay là trong trường hợp này là cái số bệnh nhân tử vong. QJ này là cái số sensory, tức là chưa có tử vong hay là còn sống sót. Và còn sống sót ở đây có nghĩa là có thể là bệnh nhân đó trong thực tế còn sống sót, có thể là bệnh nhân đó cho đến cái thời điểm đó mình chưa có quan sát được cái tử vong, hay là người ta bỏ cuộc, hay là người ta rút khỏi công việc nghiên cứu, nhân. Thành ra đến tuần thứ 6 như vậy thì các bạn thấy là chúng ta vẫn có 21 bệnh nhân. Đúng không? Tuần thứ 6 mình có 21 bệnh nhân. Nhưng mà trong đó là có bao nhiêu người chết? Có 3 người chết đây. 1, 2, 3. 3 người chết.
Và giữa cái tuần thứ sáu tuần thứ bảy này đó, các bạn thấy nè, là mình có một cái bệnh nhân nè là còn sống sót đó, còn sống nè, thành ra là cái QJ này á là bằng một. Đến cái tuần thứ bảy á, là bởi vì á lúc mà bắt đầu từ tuần thứ sáu là 21 người mà mình trừ đi bốn nè, đó tức là ba người chết và một người gọi là censored đây nè. Thành ra là còn nó bắt đầu tuần thứ bảy là chúng ta có 17 bệnh nhân, 17 bệnh nhân, nhưng mà có một người chết ở đây, có một người chết ở đây, và từ 7 cho đến 10 này á, là chúng ta có một người là còn sống sót, tức là bệnh nhân số 9. Như vậy á, là mình có DJ là bằng 1 và QJ là bằng 1. Và kế đến cái tuần kế tiếp mà có bệnh nhân mà tử vong đó, tức là tuần số 10, đây 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 tuần số 10 đây, nhưng mà lấy 17 trừ cho 2, bây giờ mình chỉ còn có 15 bệnh nhân bắt đầu từ tuần thứ 10. Thì ngay tuần 15 này có một người chết. Sao tuần số 10 chứ, xin lỗi. Tuần số 10 là có một người chết và hai người còn sống sót đây nè, 10 11 nè. Thành ra là đến tuần kế tiếp mà có người chết đó, là tuần thứ 13. Tuần thứ 13 như vậy, nhưng mà lúc đó chúng ta chỉ còn 12 thôi, 15 trừ cho 1 trừ cho 2 còn 12. Dân dân vậy dân. Như vậy thì từ một cái dữ liệu mà mang tính thời gian dẫn đến cái biến cố, thì chúng ta có thể sắp xếp cái dữ liệu thành ba cột như thế này. Nhưng mà ba cột này là nó gắn liền với một mỗi một dòng là nó gắn liền với cái biến cố nó xảy ra, cái thời gian mà dẫn đến biến cố xảy ra. Thì bây giờ là chúng ta sẽ lý giải như thế này, là tuần thứ sáu như các bạn thấy là có 21 người at risk, tức là 21 người có nguy cơ, ba người chết, một người censored. Thành ra đến tuần thứ bảy, tuần tuần thứ bảy đến tuần thứ chín, tức là từ từ đây đến đây nè, từ đây đến đây là chúng ta có một người chết. Bắt đầu là chúng ta có 17 người at risk, một người chết và một người censored vào tuần thứ chín. Khi mà mình trừ hai người này ra là còn lại đến tuần thứ 10 là có 15 người, tức là 10 đây ý nói là 10 đến 12 đó các bạn, tức là tuần thứ 10 đến 12 á, thì có 15 người at risk, một người tử vong và hai người censored, tức là còn sống. Thì các bạn lý giải tương tự như vậy cho cái bảng số liệu này. Một trong những lý do mà tại sao mà tôi có vẻ hơi dài dòng về cái bảng số liệu này là bởi vì tôi biết được tâm lý của các bạn, nó cũng giống như tâm lý của tôi lúc mà mấy chục năm về trước khi mà tôi học về phương pháp này á, là người thầy á, là ông ấy là chuyên gia về thống kê, thành ra là cái cách mà ông giải thích á, là nó rất là khó hiểu, bởi vì ông không có nắm được cái tình hình thực tế cho nó là bao nhiêu. Đến khi mà mình đã làm nghiên cứu thực tế thì mình thấy thì ra là cái cách mà gọi là mình tính cái number at risk, tức là person at risk, là nó tính theo kiểu như thế này. Đấy. Thành ra là tôi sẽ cố gắng giải thích làm sao mà cho đến hết cái bài giảng này các bạn sẽ hiểu nó rất là rõ ràng, và các bạn sẽ thấy nó không có gì quá phức tạp. Nếu mà các bạn đọc mà mấy cái cuốn sách mà giáo khoa mà do mấy người Anh, người Mỹ mà họ viết là rất là dễ. Nói theo tiếng Anh mình nó rất, nói theo tiếng Việt mình nó rất là dễ, tẩu hỏa nhập ma. Bây giờ nó viết rất là phức tạp và khó hiểu, toàn dùng những ký hiệu phức tạp một cách không cần thiết. Do đó là tôi rất tự hào cuốn sách của tôi ấy, mà mới xuất bản tháng rồi đó, là tôi viết rất là đơn giản, bởi vì tôi viết với trong cái tư cách, trong cái tư thế của người trực tiếp làm nghiên cứu khoa học chứ không phải là người làm về thống kê. Nào là bây giờ tôi xin giới thiệu cho các bạn cái cách mà chúng ta tính như thế này. Bởi vì cái mục tiêu của chúng ta ở đây là gì? Như cái bài báo mà tôi giới thiệu cho các bạn hồi nãy của ông Kaplan-Meier á, cái mục tiêu của họ là ước tính cái xác suất cái biến cố xảy ra trong điều kiện cái dữ liệu của chúng ta không có đầy đủ. Tại sao nói không đầy đủ? Là tại vì đến cái tuần mà sau cùng mà chúng ta quan sát vẫn có một số người sống, nhưng mà chúng ta biết chắc là mấy người này trong tương lai sẽ chết, nhưng mà mình không biết họ chết vào cái tuần nào. Thành ra là cái bí quyết là làm sao dùng cái dữ liệu nó không có complete để mà ước tính một cái thông số mà rất là quan trọng trong 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 thực tế. Ok, bây giờ tôi quay lại cái bảng số liệu đó.
Thì đây là TJ ha, tức là cái thời điểm á, mỗi thời điểm cụ thể. NJ là cái số mà bệnh nhân mà at risk, tức là bệnh nhân mà có nguy cơ biến cố xảy ra. DJ là số tử vong. QJ là số censorious. Thì cái mà chúng ta cần quan tâm á, là chúng ta cần ước tính cái xác suất sống còn. Xác suất sống còn. Thì để mà ước tính xác suất sống còn á, là chúng ta phải ước tính cái xác suất tử vong. Thì cái xác suất tử vong như các bạn thấy á, là mình lấy cái số mà DJ, tức là cái số tử vong này, chia cho cái số mà bệnh nhân at risk, tức là có nguy cơ tử vong. Đi, ủa tại sao tôi với DI thế này phải DJ, các bạn sửa cho tôi nha, DJ chia cho NJ. Do đó là tuần thứ zero thực chứ chẳng ai chết, thành ra là cái xác suất này là zero. Tuần thứ 6 là có 3 người chết, tôi sẽ lấy 3 tôi chia cho 21, phải không? Là bằng 0.143. Tuần thứ 7 là có 17 người at risk, tôi lấy 1 chia cho 17, thành ra là cái nguy cơ tử vong trong cái thời điểm ngay lúc đó là gần 6%. Cho đến tuần thứ 10 là tôi có 15 người at risk nhưng mà có 1 người tử vong, tôi lấy 1 chia 15 bằng 0.067. Nhân dân. Thì tôi ước tính cho hết mấy cái này. Sau đó đến cái cột kế tiếp là tôi ước tính cái xác suất sống còn. Là tôi lấy 1 tôi trừ cho cái xác suất tử vong. Xác suất tử vong của thời điểm đó nghe. Thành ra là 1 trừ 0 tất nhiên là 1, cái này cũng nói là mình cũng biết. 1 trừ cho 0.143 là 0.857, 1 trừ cho 0.059 là 0.941. Vậy thì đây là cái xác suất mà sống còn ở tại cái thời điểm 0, thời điểm 6 tuần, thời điểm 7 tuần, thời điểm 10 tuần, nghe nhớ nhớ. Như vậy thì chúng ta đã có đủ chất liệu để mà ước tính cái xác suất sống còn tích lũy, nó gọi là cumulative probability. Lát nữa chúng ta sẽ quay lại, thì tôi gọi cái này là SJ. S là dấu tắt của chữ survival đó, survival là còn sống sót đó. Thành ra khi mà chúng ta bắt đầu nghiên cứu thì 100% người còn sống sót. Đến cái tuần thứ 6 á, thì bị tích lũy mà, mình sẽ lấy cái số 1 này nè, xác suất mà gọi là ở cái tuần thứ 0 nhân cho cái xác suất mà sống sót ở cái tuần thứ 6, tức là bằng 0.857. Cái xác suất mà gọi là sống đến tuần thứ thứ 7 mà chết đi á là bằng 0.857 này nhân cho cái xác suất tại cái sống sót của tuần thứ 7. Như vậy thì không giống 806. Dần dần cho đến tuần thứ 10 thì tôi lấy xác suất mà sống đến tuần thứ 7 nhân cho xác suất của tuần thứ 10 thì chúng tôi sẽ có, thì tôi có xác suất gọi là sống đến tuần thứ 10. Dần dần. Như vậy thì các bạn sẽ tính từ từ là mình sẽ có cái xác suất mà sống cho đến tuần thứ 23. Thì ở đây á, là cái con số mà 0.447 này có nghĩa là cái xác suất mà bệnh nhân mà sống cho đến cái tuần thứ 23 là khoảng chừng 45%, tức là 0.447 tôi làm chẳng đó mà, là khoảng 45%. Thì cái mục tiêu của phương pháp Kaplan-Meier là để mà tính cái này nè các bạn. Thành ra hồi nãy tôi mới nói các bạn bây giờ là mình đọc lại những bài báo của mấy tiền bối mình nói ô cái này cũng đơn giản không có gì. Nhưng mà lúc đó nó không có đơn giản, lúc đó với giải lại cái lý thuyết làm sao nó cũng không có đơn giản như mà tôi giải thích cho các bạn đâu. Nhưng mà tôi cố gắng là làm sao mà để cho các bạn, nhất là các bạn mà nghiên cứu khoa học trong thực tế có thể hiểu được vấn đề. Thành ra là bây giờ là qua vấn đề thực tế này, bây giờ chúng ta có thể làm nói một chút xíu về lý thuyết nè. Thì lý thuyết là nếu mà tôi gọi thi là cái survival time, tức là cái thời gian mà sống sót, thi mà nhỏ đó, tức là cái thi này nè, là cái thời điểm, một cái giá trị của thi đó, mà cái thời điểm mà gọi là biến cố xảy ra đó. Còn đi này á, là tôi đặt cho nó có hai giá trị, là zero là biến cố gọi là xảy ra, one là censored, tức là trường hợp này là coi như là sao vậy, tức là còn sống còn là sống sót đó. Thành ra là cái ý tưởng đằng sau có nhiều người, tôi xin nói thêm chứ có nhiều người ta code ngược lại, ta code là một là coi như là biến cố xảy ra, zero là coi như là sống sót,
thì cái này chỉ là cái cách mình cố thôi, nó không phải là vấn đề gì lớn lắm. Nhưng mà khi mà các bạn mà phân tích đó, trong R hay là các cái mà phần mềm khác, mình phải để ý đến cái coding này. Thì cái ý tưởng chính đằng sau của cái phân tích Kaplan-Meier là cái khái niệm nó gọi là hazard đó các bạn. Hazard là tiếng Việt mình có thể dịch là rủi ro. Và rủi ro ở đây có nghĩa là gì? Nó có nghĩa là cái xác suất mà một cái cá nhân nào đó tại thời điểm thi, thì đây có thể là 6 tuần, 7 tuần, 9 tuần, 10 tuần gì đó, xác suất mà một cái cá nhân tại thời điểm thi có cái event, tức là có cái biến cố ngay tại cái thời điểm đó, at that time, các bạn nhớ at that time, ngay thời điểm đó. Thành ra là cái chữ hazard đó nó khổ, nó rất là khó hiểu. Thành ra là có người đề nghị là thay vì dùng chữ hazard đó, là mình dùng cái chữ là instantaneous event rate. Instantaneous có nghĩa là một cái instant, click như một instant. Nói ví dụ như là cái này tôi quay lại cái ví dụ như là anh nghệ sĩ mà chí tài đó, tức là anh ấy tử vong là nó anh ấy tử vong nó giống như là một cái instant, tức là một cái gọi là một cái phớt qua cái vậy. Nói đến này tôi mới nhớ đến cái câu của mà thiền sư mà Vạn Hạnh, các bạn có biết rằng trong Phật giáo mình, Phật giáo Việt Nam mình có một thiền sư rất ư là nổi tiếng, ông tên là thiền sư Vạn Hạnh. Ông có một câu rất là hay, cái bài thơ ông nói câu rất là hay, ông nói là thân như điện ảnh hữu hoàn vô, tức là cái thân thể của mình nó giống như là một cái điện ảnh, một cái tia chớp vậy đó, hữu hoàn vô, hữu là có, vô là không, tức là một chút xíu đó là mình thấy có, nhưng mà sau đó mình đã mất đi rồi. Đấy, thành ra là cái ý niệm mà gọi là instantaneous event rate này tuy là nó khó hiểu, nhưng mà nếu mà mình hiểu cái nghĩa sống chết của mình theo như câu thơ của thiền sư Vạn Hạnh thì có lẽ mình cũng không ngạc nhiên mấy. Hôm nay là chúng ta còn ở đây, không phải hôm nay đâu, phút này chúng ta còn ở đây, nhưng mà phút tới có vẻ là chúng ta đã đi rồi. Thành ra là cái hazard hay là cái rủi ro mà biến cố xảy ra trong một cái instant rất là nhỏ thời gian đó, nó gọi là hazard, hay là cái instantaneous event rate. Bây giờ một chút xíu và toán cho nó gọn một chút phải không? Bây giờ nếu mà tôi gọi cái hex thi, tức là cái hazard tại cái thời điểm thi, mà mình gọi bởi vì nó có cái thi này mình gọi nó là function, tức là hàm số, thì cái hex thi này có nghĩa là cái nguy cơ hay là cái xác suất mà một cái biến cố nó xảy ra trong cái thời gian, trong cái khoảng thời gian từ thi cho đến thi cộng với delta thi. Mà delta thi này chúng ta biết là nó rất là nhỏ, tức là nó có gần như là bằng zero đó, nó là instant mà, tức là nó một cái click vậy á. Đấy, thành ra là cái bảng số liệu mà hồi nãy các bạn thấy á, là chúng ta đang nói về cái này nè, tức là DJ over NJ á, nó bằng cái gì? Là nó bằng cái xác suất mà mình quan sát cái trong cái giai đoạn mà gọi là từ thi này đến delta thi này, với điều kiện là mình còn sống sót đến cái thời điểm thi, chia cho delta thi. Đấy, thì cái này nó mới dịch và nó mới gọi là hazard function. Thế còn cái survival function là gì? Survival nhưng không phải survival. Rất nhiều mấy em sinh viên mà mới vô học đó, hỏi chứ sai, họ xin survival là không đúng. Survival function mình gọi nó là ST, tức là cái cột này nè các bạn. Đấy, thành ra là tôi thích giải thích là bằng cách lấy một ví dụ thực tế rồi nên mình đi về lý thuyết. Thì cái survival function này á, là tại cái thời điểm thi này á, là viết là S của thi, nó là bằng exponent của cái tích phân này nè, của cái HU hay là cái này mình lấy HU nha, U rồi DU, mà U nó run từ 0 đến thi. Đấy, mà nếu mà mình viết kiểu như thế này á, thì mình có thể suy ra ngược lại. Nếu mà các bạn còn nhớ là tích phân đó, nhớ mình lấy đạo hàm đó, đạo hàm là HC là bạn DST cho DT cho ST, hơi boring, hơi chán nản, nhưng mà đại khái là đó là cách mà chúng ta phát biểu. Thì đây là hai cái hàm số căn bản của cái phương pháp mà Kaplan-Meier.
Và cái mục tiêu, tức là cái goal của mà phân tích mà sống còn hay là trong Kaplan-Meier là mà làm sao mà mình ước tính được và diễn giải được cái hazard và survival function, tức là cái mục tiêu mình chỉ làm hai cái đó thôi. Và mục tiêu thứ hai nữa là mình so sánh cái hazard hay là survival function giữa hai nhóm hay là hơn hai nhóm khác nhau. Mục tiêu thứ ba mà chúng ta sẽ học trong tương lai á, là làm sao mà chúng ta có thể đánh giá được cái sự ảnh hưởng của các cái yếu tố mà gọi là explanatory variable đến cái mà thời gian mà sống sót, tức là survival time. Thì bây giờ tôi sẽ giới thiệu với các bạn cái chương trình nó gọi là survival package. Thì đây là một cái package tôi đặt nó là a must package, có nghĩa là nếu mà các bạn làm nghiên cứu về biến cố đó, cái thời gian dẫn đến biến cố, thì các bạn phải có cái package này. Package này nó hoàn toàn miễn phí, cái hay của nó là nó hoàn toàn miễn phí. Nhưng mà để mà có cái package này thì các bạn cũng đừng có quên những người mà đại ân nhân của mình. Cái package này á là do ba bốn người, chắc bốn người, nhưng mà cái người mà chính mà làm những cái này là Tori Turnill ở Mayo Clinic, người thứ hai là Tom Lumley, hình như anh này là ở Đại học Washington, người thứ ba là Elizabeth Atkinson và Cyril Crowson. Thì Elizabeth và Cyril thì tôi biết, vì ngày xưa tôi có thời gian tôi làm ở Mayo Clinic với một người tôi rất là kính trọng, đó là giáo sư Larry Riggs. Thì trong cái thời gian mà tôi làm đó, tôi rất là nể anh này, thành ra là tôi thường hay là theo anh ấy để mà được hướng dẫn làm cái này làm cái kia. Thierry là một người rất là thông minh, rất là ít nói. Theo như tôi biết thì bây giờ Thierry đã nghỉ hưu rồi. Thì anh ấy là người gọi là viết nên cái package này và sau này trở thành một cuốn sách. Thì cái package survival này á, là nó có thể giúp cho chúng ta phân tích một số các cái phương pháp như là Kaplan-Meier, rồi có thể giúp cho chúng ta phân tích cái mô hình Cox Proportional Hazard Model mà tôi sẽ giới thiệu với các bạn trong tương lai, có lẽ là trong bài giảng kế tiếp. Nhưng mà sau khi mà cái package mà survival này ra đời đó, rồi nó có hàng loạt cái nhóm khác người ta cũng làm ra những cái package mà gọi là bổ sung cho đó, thì các bạn cũng có thể download nó về như là Survival Miner, rồi GG45, rồi GG Plot 2 chứ, cái này GG Plot chứ không phải GG Plot 2 chứ không phải GG Plot. Thì đại khái là cái Survival Package này là nó chỉ có ba cái hàm số, ba cái hàm rất là phổ biến. Cái hàm thứ nhất là Serve, có nghĩa là ở đây là chúng ta tạo ra một cái survival object, sau đó là cái surfeit, là nó để mà so sánh giữa hai cái survival cơ, và kế tới là cái hàm gọi là Cox PX, là viết tắt của chữ proportional hazard model, rất là có ích trong phân tích. Bây giờ tôi xin quay lại với cái dữ liệu mà tôi đã giới thiệu cho các bạn lúc ban đầu. Thì đây là cái thời gian mà dẫn đến mà tử vong đó của 21 bệnh nhân. Thành ra là bởi vì cái dữ liệu này nó nhỏ quá, thành ra là tôi không có cần phải đọc vô gì cả, mà mình có thể gọi là viết một cách trực tiếp trong cái R. Thì đầu tiên là tôi gọi cái thư viện là Survival, tức là cái chương trình Survival, cái chương trình GG45 và chương trình Survminer. Bắt đầu á là tôi định tôi tạo ra một cái biến này tôi gọi nó là Time. Time là bao gồm là cái thời gian ở trên này, nhưng mà tất nhiên là mình không thể nào mà đi star được. Thì trong status này á là tôi mỗi một cái time này là nó phải gắn liền với một cái status. Ở đây tôi mã hóa nó, một là tử vong, zero tức là còn sống, tức là censoring đó các bạn. Thành ra là sáu này là gắn liền với một, sáu này gắn liền với một, sáu này gắn liền với một, còn số 6 mà số 4 này gắn liền với zero. Đấy, thành ra là tôi có 24 cái giá trị về thời gian và 24 cái giá trị về status. Sau đó là tôi sẽ tạo ra một cái data frame, tôi gọi nó là DAT, bằng cách dùng cái hàm gọi là data.frame time rồi status. Rồi bây giờ tôi sẽ dùng cái hàm gọi là serve mà tôi giới thiệu các bạn trước đây đó, là cái serve này á, là
tôi sẽ nói rằng á là serve time phẩy cái status để chi vậy, để mà tôi tạo ra một cái objects. Trong đây là nó gọi là objects, nó gọi là survival objects, lát nữa các bạn sẽ thấy nó có nghĩa là gì. Kế tới là tôi sẽ dùng cái hàm gọi là surface để mà phân tích cách lên Myer. Và tôi nói rằng nó là SM. Bây giờ hồi nãy cái object của mình đó là SM, là hàm số của 1, có nghĩa là không có một yếu tố nào đó cả, không có so sánh gì cả, chỉ so sánh với 1 thôi. Hoặc là tôi cũng có thể viết, thay vì tôi viết kiểu vậy đó các bạn có thể viết gọi là compound đó. Compound statement nó đi chung với nhau là surface, serve, mở ngoặc, time, phẩy cái status, rồi nghe là hàm số của 1, phẩy cái data bằng d. Thì hai cái hàm này nó có giá trị như nhau thôi, nó không có gì khác biệt nhau cả. Tôi thích viết cái cách này nó đơn giản hơn, cách này nó hơi lộn xộn. Như vậy thì nếu mà tôi gõ cái SM á, thì các bạn sẽ thấy SM này nó cho lấy lại gì, là nó reproduce, tức là nó liệt kê cho mình cái danh sách mà 21 bệnh nhân đó, thì những cái bệnh nhân nào mà có cái mà sensory là nó sẽ có cái dấu cộng ở đây. Đấy, như các bạn thấy nên SM nó không là cái gì cả, nó chỉ là cái object, nó mô tả để cho chúng ta thấy thôi. Hồi nãy á, là tôi dùng Kaplan-Meier là surface nè. Bây giờ nếu mà tôi summary nó đó, summary KM á, thì các bạn sẽ thấy là cái gì, là nó tính cho chúng tôi, nó tính cho tôi á, là cái, ở cái thời điểm mà TJ này bằng 6, 7, 10, 13, 16, 23, tức là y chang như là cái bản này. Hey, các bạn thấy không, y chang như bản này. Hồi nãy á, là chúng ta thấy là nó là chúng ta tính là khoảng 45% chứ gì, cho đến tuần thứ 23. Thì cái chương trình mà Kaplan-Meier nó tính sẵn cho mình luôn. Và nó tính luôn á là bao nhiêu cái event trong mỗi một cái mà thời điểm như thế này. Và cái thời gian mà sống sót, cái xác suất mà sống sót, rồi tính luôn cái sai số chuẩn cho mình. Rồi từ cái sai số chuẩn này á, là nó có thể tính được cái khoảng tin cậy 95% cho mỗi một thời điểm. Và cho đến thời điểm 23 này như các bạn thấy là nó tính là cũng là khoảng 0.45, thì tất nhiên nó phải bằng với cái cách mà tôi tính thôi, nhưng mà nó con số lẻ này hơi khác nhau một chút vì mình làm chẵn. Nói cách khác là cái hàm này nè, cái hàm mà surface này á, là nó rất là đơn giản, là nó giúp cho chúng ta có một, nó tính toán cái xác suất mà là tích lũy sống sót như vậy. Nhưng mà như vậy thì nó cũng khó nhìn, thành ra là bây giờ là tôi sẽ vẽ cái biểu đồ. Có nhiều cách vẽ đó các bạn. Các bạn có thể dùng cái hàm gọi là plot, rồi KM. KM là cái đối tượng đây nè, đối tượng đây. KM rồi mình nói XLEF là bằng width ở đây, YLEF là bằng cumulative survival probability là ở đây. Là mình cho cái đường này nó đậm hơn là mình cho cái width LWD là bằng 2. Thì các bạn sẽ thấy nó vẽ cái đường biểu diễn trung bình và khoảng tin cậy 95%. Nhưng mà vẽ này nó cũng nhìn này nó cũng chán. Thì bây giờ làm cái gì cho nó đẹp hơn, thì cái đó đẹp hơn là các bạn sử dụng cái package gọi là SurveMiner. Thì trong cái package này á, nó có một cái hàm nó rất là hay là ggSurveplot, có nghĩa là graphic survival plot đó các bạn, là cái đối tượng là KM và mình nói rằng nó là risk chấm thế bộ là bằng true, color là bằng ngày, hay là không cho color cũng được. Thì ở đây các bạn thấy rằng nó cho đấy là gì, khi mà mình nói cái risk thế bộ á, bằng true á, là nó sẽ liệt kê ở mỗi thời điểm này bao nhiêu người gọi là at risk, vô đầu là 21 người, chúng còn 15, 11, 8, 5, 4, 1, nhân. Và mỗi một cái thời điểm như thế này thì nó có một cái dấu này nè các bạn. Cái dấu này có nghĩa là sensory observation, tức là ở trong cái khoảng thời gian này nè, nó có một người sống nè, trong khoảng thời gian này có người sống, nhưng mà này người sống. Đấy. Nó là cái này là cái trục mà tung này á, là survival probability, tức là bằng 0 đến 1, 100% đó. Thì vô đầu tất nhiên là không có gì xảy ra với em, tới tuần thứ thứ mấy gì đó, tôi quên, tuần thứ 6 đúng không, tuần thứ 6 có người xảy ra, thì nó bắt đầu xuống nhẹ cái, mà có người sống, đến tuần thứ 7 xuống nhẹ cái, tức là nó đi từng step. Thành ra cái biểu đồ này nó còn có cái tên khác nữa là step plot. Nhưng đa số những người trong chuyên ngành thì ta gọi biểu đồ này là Kaplan-Meier curve.
Thành ra nếu mà mai mốt rồi các bạn mà đọc cái bài báo mà Kaplan Meier nó vẽ làm sao á, thì đây là cái cách mà nó vẽ nè các bạn, cái cách vẽ này nó đẹp hơn. Nhưng mà giả sử như bây giờ á, vậy thì các bạn thấy cái Kaplan Meier nó đơn giản quá nè. Nhưng mà giả sử như bây giờ là mình có hai nhóm bệnh nhân chứ không phải là một. Ví dụ như ở đây là tôi có hai nhóm bệnh nhân và mỗi nhóm là có 25 người. Và tôi sẽ nhập với dữ liệu vô đây là time 1 và status 1 là 0 là còn còn sống sót, 1 là tử vong đó các bạn. Đây là cho nhóm thứ nhất, đây là nhóm thứ hai, time 2, status 2. Rồi cái bắt đầu tôi tạo ra một cái biến gọi là time và là tôi combine, tức là concatenate hai cái biến và thời gian, time 1, time 2, status cũng status 1, status 2. Sau đó tôi tạo ra cái group là 21 người trong nhóm 1 và 25 người trong nhóm 1 và 25 người trong nhóm 2. Để tôi tạo ra một cái data frame tôi gọi là DAT, là bao gồm có 3 miếng là time, status và group. Tức là tôi tạo ra một cái dataset mà tổng hợp hết tất cả những cái biến này lại với nhau để mà cho dễ phân tích. Thì khi mà tôi gọi là head update thì các bạn sẽ thấy nó như thế này. Tức là nó có 3 cái biến nè, biến time, biến status, biến group. Ở đây là mình chỉ liệt kê 6 cái dữ liệu lúc ban đầu, 6 dòng đầu tiên thôi. Nếu các bạn liệt kê nữa thì sẽ thấy cái group này là sẽ có một số người là sẽ ở group 2. Đấy. Thì bây giờ bởi vì cái mục tiêu của tôi á là tôi muốn so sánh cái survival curve giữa hai nhóm, tức là giữa nhóm 1 và nhóm 2 này nè, và thể hiện qua bằng cái biến gọi là group. Thành ra là cái hàng của tôi bây giờ là serve mở ngoặc time phẩy cái status và hàm số của group, tức là đây group là có giá trị 1 và 2, cái data là bằng DAT. Và nếu mà tôi thấy em ở đây á, rồi cái bắt đầu tôi vẽ cái biểu đồ gọi là chi chi sub plot như trang hồi nãy đó, không có gì khác. Nhưng mà ở đây tôi có cái option khác là p value bằng true, tức là báo cáo cho tôi cái chỉ số p xem có khác biệt giữa hai nhóm hay không. Read trong table thì bằng true. Thì khi mà tôi gõ KM á, thì nó sẽ báo cáo cho tôi biết rằng á, là cái nhóm 1 này có 25 bệnh nhân và có 22 biến cố xảy ra. 22 biến cố xảy ra. Và cái thời gian mà nó xảy ra là tuần thứ 8.7. Đây là khoảng 7.95%. Còn cái nhóm 2 này 25 người và tất cả đều 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 chết, đều tử vong và nó chết sớm hơn ở tuần thứ 4.7, mà đây là khoảng 95%. Bây giờ khi mà tôi gõ cái hàm summary of KM thì các bạn thấy là gì? Là nó sẽ cung cấp cho chúng ta cái life table, tức là cái bảng mà sống sót đó, sống còn đó, cho mỗi nhóm, nhóm 1, nhóm 2. Ví dụ như các bạn thấy là ví dụ như mình chọn 3.5 đi, cái tuần thứ 3.5 này đi. 3.5 thì nó nói cái xác suất mà sống cho đến tuần thứ 3.5 của nhóm 1 này là 76%. Nhưng mà cái xác suất mà sống cho đến tuần thứ 3.5 của nhóm 2 này là bằng 68%. Đấy, thành ra rõ ràng là nhóm 2 là nguy hiểm hơn. Đấy. Nhưng mà cái vẽ này cũng khó nhìn lắm. Thành ra là mình có thể vẽ nó bằng cái hàm này. Đây. Vậy thì các bạn thấy mình vẽ hàm này coi nó đẹp hơn. Cái đường mà màu hồng này á, là nhóm 1, cái đường màu xanh này là nhóm 2. Do đó là các bạn thấy á, là trong cái giai đoạn đầu, tức là trong cái tuần mà gọi là khoảng chừng tuần thứ 3 thứ 5 là không có khác biệt với hai nhóm mấy. Nhưng mà bắt đầu tuần thứ tư gì đó là bắt đầu hai nhóm rất là khác nhau. Và cái sự khác biệt này á, là có ý nghĩa thống kê. Đến cái tuần thứ khoảng chừng 11 này á, là những các bạn thấy nè, cái số người còn sống sót của cái đường màu xanh, tức là nhóm 2 á, là gần dưới 0%, trong khi cái nhóm 1 này á, là đâu khoảng chừng 20%. Và đây là cái số mà gọi là number at risk, tức là các cái tức là những cái số mà bệnh nhân mà có nguy cơ đó các bạn. Thành ra là cái biểu đồ này nó cho thấy rất là powerful. Bởi vì nó có thể chuyển tải một cái thông điệp rất ư là rõ ràng mà mình không cần phải nhìn con số. Và đây chính là cái biểu đồ mà các bạn thấy, cái biểu đồ này nó gọi là Kaplan-Meier. Các bạn sẽ thấy cái biểu đồ này rất ư là phổ biến trong các cái công trình nghiên cứu về y khoa.
đặc biệt là cái công việc nghiên cứu mà theo dõi theo thời gian đó, thì người ta rất thích là thể hiện cái biến cố và cái xác suất mà biến cố xảy ra theo thời gian theo cái kiểu lý luận Kaplan-Meier. Nói tóm lại là tôi đã giới thiệu cho các bạn cái phương pháp mà phân tích Kaplan-Meier rồi. Thì ở đây á, là cái mục tiêu tối hậu của chúng ta là làm sao ước tính được cái survival function, tức là ST đó. Thì cái Kaplan-Meier này á, là nó cho chúng ta, nó cung cấp cho chúng ta một cái life table, tức là cái bảng mà gọi là sống còn, hay là bảng đời sống ST, và nó cũng có thể giúp cho chúng ta so sánh giữa các nhóm. Thì như các bạn thấy là điểm mặt R thì nó quá đơn giản, nên là tôi cũng không có cái gì để mà gọi là thực hành cho các bạn coi. Các bạn chỉ cần gọi là gõ theo y chang như vậy thì sẽ có kết quả thôi. Tôi sẽ cắt và dán mấy cái lệnh này á, tôi sẽ cắt dán mấy cái lệnh này á, trong cái phần dưới của cái bài giảng để các bạn thấy. Ok, coi như là bài giảng chúng ta đến đây là xong. Rất là hân hạnh được chia sẻ cùng các bạn một số các cái phương pháp mà tôi nghĩ là rất là có ích này. Sẽ gặp bạn tuần tới nếu mà tôi có thời giờ. Một lần nữa rất cảm ơn các bạn đã theo dõi.